Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cây cây rất nổi tiếng ở Việt Nam, nó được mệnh danh là nhân sâm của Việt Nam. Đó là cây đinh lăng, hay còn gọi là cây gọi cá. Sở dĩ nó cây cây này có tên là cây gọi cá vì người dân chúng ta thường lấy lá non của cây đinh lăng, lá nhỏ này để làm gỏi cá hoặc là kho cá ăn rất ngon. Và cái đinh lăng này thì chắc nhiều người đã biết, nó có rất nhiều công dụng có ích đối với sức khỏe của người. Cái này nó có tác dụng làm thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực và dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng. Và đặc biệt nó rất tốt với phụ nữ sau sinh. Nói phụ nữ sau sinh mà tiếng vú chưa tiết sữa được thì mình lấy lá đinh lăng này giải nhuyễn và đắp lên đầu vú thì nó sẽ làm thông tiếng sữa. Theo các nhà dinh dưỡng thì trong rễ đinh lăng nó có chứa rất nhiều saponin, nó có tác dụng như nhân sâm, có nhiều sinh tố B1. Ngoài ra rễ thì nó còn chứa được khoảng 13 loại axit amin khác cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó là đinh lăng nó còn giúp cho tăng cường trí nhớ, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra theo kinh nghiệm dân gian thì lá đinh lăng được dùng để chống co giật cho trẻ em. Đối với nhiều người thì mình thường lấy lá đinh lăng phơi khô đi và trải dưới giường hoặc là làm gối cho trẻ em nằm, rất tốt. Cái này có thể được ăn giống như rau sống, lạc đột non nên mình ăn giống như rau sống. Nó là một vị thuốc bổ tốt cho cơ thể, mình có thể ăn hàng ngày không sao hết. Thân cành và rễ của nó thì mình có thể sắc hơi khô, sắc nước uống thì có thể chữa được bệnh đau lưng, mỏi gối, tê thấp. Có thể dùng kết hợp với cây trinh nữ, cam thảo để chữa nhiều loại bệnh khác nữa. Đinh lăng thì hiện tại người ta đã dùng với dưới rất nhiều dạng, có thể dùng tươi và sắc uống, nấu nước uống hoặc là ngâm rượu hoặc là dùng với dạng bột khô để chứa rất nhiều bệnh, chữa ho, đau tức vú, tắc tia sữa, thiết lỵ, phong thấp, tơ thấp. Đặc biệt là dùng nó làm thuốc bổ tăng lực, tăng cường sức kéo dai của cơ thể. Này thì nhiều nhà ở Liên Xô với ở nhiều nước thì đã chiết xuất từ cây đinh lăng để làm những loại thuốc cho các nhà du hành vũ trụ và các vận động viên. Nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng và tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể. Đinh lăng thì nó rất dễ trồng, các bạn có thể cắt nhánh đi, lấy nhánh già dăm khoảng 1 gang tây dăm xuống đất, để trong mát khoảng 1 tuần đến nửa tháng thì có thể ra rễ và đem ra trồng ở một nơi khác. Và cách thu hoạch của cây đinh lăng thì mình trồng nó thì lá mình có thể thu hoạch quanh năm, còn thân cây dưới rễ thì khoảng sau 3 năm là các bạn có thể bắt đầu thu hoạch được. Hiện tại Việt Nam thì có nhiều trang trại trồng một số lượng rất lớn. Nhưng cây này rất tốt cho cơ thể và trồng làm cảnh cũng rất đẹp nên nhiều nhà thường trồng. Mình nghĩ các bạn cũng nên trồng một cây vài chậu trong nhà, vừa làm rau sống vừa làm thức ăn và bồi bổ cho cơ thể, rất tốt. Và các công dụng như nãy giờ mình đã nói thì các bạn có thể đọc thêm phần mô tả bên dưới video, mình đã ghi rõ bên dưới.